Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Căng thẳng Trung Đông dai dẳng, cả Israel và Iran đều gặp khó. Trong những ngày gần đây, bầu không khí tại Trung Đông như một quả bom nổ chậm, chực chờ bùng phát. Các cuộc không kích chớp nhoáng của Israel đã cướp đi mạng sống của những lãnh đạo quan trọng của Hezbollah và Hamas, khiến cho những nhóm vũ trang thân Iran nổi dậy với sức mạnh tiềm ẩn. Bên kia chiến tuyến, Iran không đứng yên. Những đợt tên lửa nhắm thẳng vào Israel như một lời tuyên chiến không thể chối cãi. Căng thẳng gia tăng đẩy cả hai bên vào một cuộc khủng hoảng có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, với nguy cơ bùng nổ xung đột rộng lớn hơn bao giờ hết. Theo đó, căng thẳng Trung Đông kéo dài, Israel có nguy cơ sa lầy tại mặt trận mới, trong khi Iran có thể phải thay đổi chiến lược họ đã theo đuổi từ lâu. Những ngày qua, căng thẳng giữa Israel với Iran và các nhóm vũ trang thân Iran diễn biến khó lường. Chuỗi sự kiện như cuộc không kích sát hại các lãnh đạo của Hezbollah và Hamas, Israel mở cuộc tấn công miền nam Lebanon, Iran tấn công tên lửa Israel, đang đẩy Trung Đông đứng trước một cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ và có nguy cơ lan rộng thành xung đột khu vực. Nhiều chuyên gia và cơ quan truyền thông nhận định, nếu tình hình hiện tại kéo dài, cả Israel và Iran đều gặp bất lợi. Theo tờ The Wall Street Journal, theo đó, những nhóm vũ trang thân cận với Iran có thể yếu đi, ảnh hưởng đến chiến lược chung của Tehran tại Trung Đông. Trong khi đó, Israel có nguy cơ vướng vào hai cuộc xung đột cùng một lúc, tại Gaza và tại Lebanon. Israel có nguy cơ sa lầy. Cuối tháng 9, Israel không kích và tiêu diệt Hamas Naralat, lãnh đạo tối cao nhóm vũ trang Hezbollah, Lebanon. Vụ việc xảy ra không lâu sau khi Israel tuyên bố hạ một loạt thành viên cấp cao của phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas ở dải Gaza. Sau đó, ngày 1 tháng 10, Israel đẩy mạnh các cuộc tấn công Hezbollah khi quyết định đổ bộ vào miền nam Lebanon. Tuy nhiên, theo tờ The Wall Street Journal, mặc dù Israel đã hạ được nhiều thành viên cấp cao của Hezbollah và phá hủy phần đáng kể kho tên lửa của nhóm này, Hezbollah vẫn còn một kho vũ khí lớn và hàng chục ngàn thành viên được huấn luyện kỹ càng. Bên cạnh đó, Iran, quốc gia có quan hệ thân thiết với Hezbollah, có thể tăng cường hoạt động đối đầu trực tiếp với Israel. Tình hình này khiến Israel khó có thể thiết lập lại thế ổn định an ninh quốc gia như trước đây. Ngoài ra, việc Israel đổ bộ vào miền nam Lebanon khiến nước này đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan. Theo đó, các cuộc đột kích hạn chế trên bộ vào các làng biên giới khó có thể giúp Israel giành ưu thế hoàn toàn trước Hezbollah. Ngược lại, Hezbollah có thể tận dụng cuộc tấn công của Israel để kêu gọi người dân Lebanon ủng hộ nhóm này, từ đó lôi kéo được nhiều người đứng vào hàng ngũ của họ. Cuộc đổ bộ vào miền nam Lebanon cũng gây ra cho Israel nhiều tổn thất lớn. Hôm 2 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel cho biết giao tranh dữ dội ở miền nam Lebanon đã khiến 8 binh sĩ Israel thiệt mạng, trong đó có một thành viên của đơn vị Egos tinh nhuệ, đơn vị được thành lập nhằm chiến đấu với Hezbollah. Cuộc chiến trên không mà Israel tiến hành đã rất thành công, tuy nhiên nếu họ tiếp tục ở trên bộ, Hezbollah sẽ có được cuộc chiến mà họ mong muốn. Ông Hussein Ibis, nghiên cứu viên cao cấp tại tổ chức nghiên cứu Viện các quốc gia vùng vịnh Ả Rập, Mỹ, nêu quan điểm. Nhiều chuyên gia nhận định cuộc xung đột có thể khiến Israel sa lầy ở Lebanon. Nếu tình hình này xảy ra, Israel sẽ gặp thêm khó khăn do cuộc xung đột mà nước này tham chiến tại Gaza vẫn chưa đi đến hồi kết. Theo bà Sanam Wakil, người đứng đầu chương trình Trung Đông tại tổ chức nghiên cứu Chatham House, Anh, cuộc đổ bộ của Israel hiện tại vào nam Lebanon có nhiều khả năng giống với chiến dịch của Israel ở Gaza. Cũng như ở Gaza, tôi cho rằng họ, Israel, sẽ sử dụng sự hiện diện lâu dài của họ tại nam Lebanon để làm công cụ mặc cả trong các cuộc đàm phán với Hezbollah, theo bà Wakil. Bà cũng cho rằng việc đổ bộ này có khả năng kéo dài và điều này sẽ giúp Hezbollah củng cố lực lượng của họ. Trong bối cảnh tình hình chiến sự tại Lebanon diễn ra căng thẳng, nhiều nước như Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức đã thực hiện các biện pháp sơ tán và đảm bảo an toàn cho công dân tại Lebanon. Tác động mạnh đến chiến lược của Iran.
Tình hình căng thẳng Trung Đông kéo dài không chỉ khiến Israel gặp khó khăn, mà còn có thể làm Iran phải xem xét lại chính sách của nước này đối với khu vực. Sau khi ông Hassan Nasrallah thiệt mạng do cuộc không kích của lực lượng phòng vệ Israel, lãnh tụ tối cao Iran ông Ali Khamenei tuyên bố cái chết của ông Nasrallah sẽ không vô nghĩa. Trong khi đó, Phó Tổng thống thứ nhất Iran, ông Mohammad Reza Afrep, cho rằng vụ việc này sẽ mang lại sự hủy diệt đối với Israel. Ông Nasrallah đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng quyền lực của Iran. Ông Karim Sajipour, nhà nghiên cứu tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế Mỹ, cho biết Hezbollah vẫn là viên ngọc quý trong số các đồng minh của Iran tại khu vực. Trong khi đó, ông Ali Vaez, thành viên cơ quan nghiên cứu International Research, cho rằng việc lãnh đạo Hezbollah thiệt mạng đẩy Iran vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo ông Vaez, Iran vẫn sẽ giữ mối quan hệ chặt chẽ với Hezbollah vì Hezbollah là một phần quan trọng trong việc đảm bảo chính sách của Iran trong khu vực. Trên thực tế, Iran có những hành động mạnh mẽ để khẳng định họ vẫn luôn ủng hộ Hezbollah. Trong ngày 1 tháng 10, Iran đã phóng loạt tên lửa đạn đạo vào nhiều mục tiêu trên khắp Israel. Phía Iran cho biết hành động này nhằm trả đũa việc Israel hạ các lãnh đạo cấp cao của Hezbollah và Hamas. Theo ông Saram Abekzadeh, chuyên gia tại Diễn đàn Nghiên cứu Trung Đông Úc, điều này cho thấy Iran dường như đã thay đổi chiến lược của họ. Theo đó, trước đây Iran không muốn tham gia trực tiếp vào cuộc đối đầu với Israel, nhưng giờ đây Iran sẵn sàng dùng tên lửa đạn đạo để tấn công Israel. Tuy nhiên, hành động này có thể khiến Iran đối mặt tình huống mà bấy lâu nay họ luôn cẩn trọng, tránh để diễn ra, đó là đối đầu trực tiếp với Mỹ, quốc gia dành sự ủng hộ lớn cho Israel. Một kịch bản khiến Tehran lo ngại là Israel phối hợp với Mỹ có thể nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này. Các cơ sở hạ tầng này bao gồm mạng lưới thông tin liên lạc và giao thông, các tổ chức tài chính và ngành công nghiệp dầu mỏ. Nếu điều này xảy ra, nó có thể tạo nên sự hỗn loạn bên trong Iran, theo ông Ran Porat, nhà nghiên cứu tại Đại học Monash, Úc. Chiến dịch không kích với quy mô kỷ lục. Theo nhóm giám sát xung đột Air Wars Anh, chiến dịch không kích mà Israel cho là nhắm vào các thành trì của Hezbollah tại Lebanon là chiến dịch trên không dữ dội nhất trên thế giới trong hai thập niên qua, nếu không tính đến cuộc xung đột tại Gaza. Trả lời đài CNN, bà Emily Tripp, giám đốc của Air Wars, cho biết các cuộc không kích của Israel đang diễn ra ở mức độ và cường độ mà các đồng minh của Israel không thể thực hiện được trong 20 năm qua. Theo đó, chỉ trong 2 ngày 24 và 25 tháng 9, lực lượng Israel cho biết họ đã thực hiện 3.000 cuộc không kích. Theo Bộ Y tế Lebanon, các cuộc không kích của Israel trong khoảng 3 tuần qua đã khiến 1.400 người thiệt mạng, làm bị thương gần 7.500 người và khiến hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Vòm sắt Israel bị đánh bại trước đòn tấn công của Hezbollah. Trong một diễn biến bất ngờ, hệ thống phòng không vòm sắt của Israel không thể ngăn chặn loạt rocket Fadi-1 do Hezbollah phóng đi, dẫn đến việc 10 người bị thương khi các quả rocket này rơi xuống khu dân cư ở miền Bắc Israel. Quân đội Israel đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc này sau khi nhận thấy lưới phòng không của họ đã bị xuyên thủng. Vào đêm 6 tháng 10, nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon đã phát động cuộc tấn công nhắm vào một căn cứ quân sự gần thành phố Haifa, đô thị lớn thứ ba của Israel bên bờ Địa Trung Hải. Cảnh sát Israel báo cáo rằng một số tòa nhà dân sự ở Haifa bị thiệt hại, với 2 quả rocket rơi xuống thành phố và 5 quả khác đánh trúng Tiberias, cách đó 65 km. Mặc dù lực lượng phòng vệ Israel IDF đã kích hoạt hệ thống phòng không để chặn đứng các đợt tấn công từ Lebanon, nhưng thất bại đã dẫn đến những vụ nổ dưới mặt đất, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dân thường. Đây là lần hiếm hoi mà Israel thừa nhận rằng vòm sắt, hệ thống phòng không được kỳ vọng cao, đã không thực hiện được nhiệm vụ của mình. Được phát triển bởi tập đoàn Rafael của Israel và Raytheon của Mỹ, vòm sắt được triển khai từ năm 2011 như một lớp phòng thủ cuối cùng trong mạng lưới phòng không của Israel. Hệ thống này có khả năng đánh chặn các loại đạn tầm ngắn và rocket, nhưng thường gặp khó khăn khi đối mặt với các cuộc tấn công quy mô lớn.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chỉ trích hiệu suất của vòm sắt, gọi nó là mong manh như thủy tinh trong bối cảnh các cuộc tấn công trước đó. Rocket Fadi-1 được Hezbollah sử dụng có thiết kế đường kính 0,22m và chiều dài 6m với tầm bắn lên tới 70km. Loại rocket này không chỉ được khai hỏa từ các bệ phóng di động mà còn có thể tham gia vào các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm áp đảo hệ thống phòng không của đối phương. Xung đột giữa Israel và Hezbollah đã gia tăng căng thẳng gần đây, đặc biệt sau khi Tel Aviv không kích nhằm vào các quan chức cấp cao của Hezbollah, bao gồm cả thủ lĩnh Hassan Nasrallah. Đáp trả lại, Hezbollah đã liên tục tấn công miền Bắc Israel, tạo ra một tình hình chiến sự căng thẳng và đầy nguy hiểm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!